Như các bạn đã biết, ngoại hiệu là thứ rất được hay dùng của các cao thủ có máu mặt. Từ xưa đến nay, tại vì sao nhiều người lại dùng ngoại hiệu khi hành tẩu giang hồ mà không phải tên thật? Đó là vì ngoại hiệu nó phù hợp, nêu bật được tính cách cá tính của họ, điều mà tên thật không làm được. Vì tên thật xuất hiện từ lúc ta chưa biết mô tê gì cả. Đình Phong lấy ví dụ như các ca sĩ hay game thủ thường ít khi lấy tên khai sinh. Sơn Tùng MTP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng. Game thủ Chim Sẻ Đi Nắng tên thật là Bình. Trong số các tác phẩm văn học của Trung Hoa thì Chuyện Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am có lẽ là bộ truyện có nhiều ngoại hiệu nhất. 108 vị tướng Lương Sơn có đủ 108 ngoại hiệu. Vậy trong số đó, ngoại hiệu nào chất nhất, nghe oai nhất? Hôm nay các bạn hãy cùng Đình Phong điểm qua trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Tích Lịch Hỏa là ngoại hiệu của Tần Minh. Tích Lịch Hỏa có nghĩa là lửa sấm sét. Ngoại hiệu này thể hiện rõ con người của chàng, rất nóng nảy, làm việc gì cũng xông pha đầu tiên, không sợ nguy hiểm. Tần Minh võ công thua rất nhiều tướng, Đình Phong còn sợ dưới cả Bệnh Úy Chỉ Tôn Lập. Nhưng vì hoạt động năng nổ nên được xếp thứ 7 trong 108 tướng, đứng trên cả Thanh Diện Thú Dương Trí hay Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm. Nhập Vân Long là ngoại hiệu của Công Tôn Thắng. Nhập Vân Long có nghĩa là rồng luồn mây. Ngoại hiệu này muốn nói lên Công Tôn là kẻ cực kỳ bí hiểm, thấy đầu không thấy đuôi. Con rồng ám chỉ sức mạnh to lớn. Thắng xuất hiện từ những ngày đầu tiên cùng Tiểu Cái, nên được xếp ở vị trí thứ 4 trong Lương Sơn. Với tài năng và skill phép của mình, chẳng ai không phục. Tương truyền chàng là đệ tử của La Chân Nhân, từng được sư phụ truyền cho Thanh Tùng Văn Cổ Định, đánh bại 108 phép thần thông của Cao Liêm. Về sau, tất cả đám Phan Thụy Kiều Đạo Thanh và cả Công Tôn Thắng đều rời bỏ Tống Giang đi tu tiên. Lý do thì ai cũng đã biết cả rồi, bởi nếu theo idol tới phút cuối, có khi chết chùm cả. Hỗn Thế Ma Vương là ngoại hiệu của Phản Thụy. Hỗn Thế Ma Vương có nghĩa là Ma Vương đầu gấu. Nghe ngoại hiệu này ta cũng đoán ra Phản Thụy xuất phát điểm là một kẻ xấu, chuyên gây họa cho nhân gian. Thi Nại Am kể rằng Thụy là trùm ở núi Mang Đãng, giỏi dùng yêu thuật. Khi ra trận thường ngồi trên ngựa đen, tay tả cầm lưu tinh đồng chùy, tay hữu sử Hỗn Thế Ma Vương bảo kiếm, trong miệng lẩm bẩm đọc mấy câu thần chú, rồi quát lên một tiếng mau. Chợt thấy một trận cuồng phong rùng động, đá chuyển cát bay, trời mờ đất ám, trên bóng thái dương bỗng dưng mở tối. Thụy định dạy cho đám Lương Sơn một bài học, thì chẳng ngờ ở phía trên đỉnh núi có một thanh niên đẹp trai, tay cầm kiếm thần chỉ trỏ trỏ mấy nhát, đã khiến cho trận pháp của Ma Vương tàn vỡ. Thế mới biết rằng ngoài trời còn có trời. Lập Địa Thái Tuế là ngoại hiệu của Nguyễn Tiểu Nhị, đầu lĩnh đứng thứ 27 trong 108 anh hùng Lương Sơn. Muốn giải nghĩa ngoại hiệu này, trước tiên ta phải tách làm hai. Lập Địa có nghĩa là mở đất. Thái Tuế vốn là một vị tinh quân, một vị thần trên trời, vậy nên Lập Địa Thái Tuế có nghĩa là tinh quân mở đất. Thú thực thì Đình Phong chưa nghĩ ra cái ngoại hiệu này có liên quan gì tới tính cách của Nguyễn Tiểu Nhị cả, bởi vì chàng ta giỏi bơi lội chứ không giỏi cuốc đất hay đào bới. Thi Nại Am mô tả Nguyễn Tiểu Nhị rất sành nghề bắt cá, cùng hai đứa em là Tiểu Ngũ Tiểu Thất tung hoành ở dưới ao hồ. Ai muốn ăn cá to cứ alo một tiếng là nhị xếp đến tận nơi, không thiếu một cái bẫy. Thần Hành Thái Bảo là ngoại hiệu của Đới Tung, là đầu lĩnh ngồi ở ghế thứ 20. Cái từ thần hành thái bảo thì mình cũng không biết nghĩa tổng là gì. Ví dụ như thần hành
tức là di chuyển như thần. Còn từ Thái Bảo, Đình Phong cũng chưa tỏ tường. Thái Bảo ngầm hiểu là rất long trọng, rất oai phong. Thôi cái ngoại hiệu này cứ hiểu sơ sơ như vậy đi. Đới Tung làm tiết cấp coi ngục ở hai viện Giang Châu. Thi Na A mô tả rằng Tung có thuật rất kỳ lạ. Mỗi khi văn thư cần gửi gấp thì buộc hai cái giáp mã vào chân trái, làm phép thân hành. Một ngày có thể đi được 500 dặm. Nếu buộc bốn cái vào hai chân thì có thể một ngày đi tới 800 dặm. Bạch Diện Lang Quân là ngoại hiệu của Trịnh Thiên Thọ. Bạch Diện Lang Quân có nghĩa là chàng trai mặt trắng. Nghe đến bốn chữ này, chúng ta đã mường tượng ra vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai của chàng rồi. Thi Nại Am mô tả rằng Trịnh Thiên Thọ xuất hiện ở hồi thứ 31, mục diện thanh tú. Khi trước từng làm nghề thợ bạc, sau nhân học được một chút võ nghệ, lưu lạc giang hồ, qua tới Thanh Phong Sơn, gặp Vương Lụy Hổ đánh nhau tới 5-60 hiệp mà chưa phân được thua. Yến Thuận Nhân thấy bản lĩnh khá, bèn lưu ở trên núi mà ngồi ghế thứ 3. Từ đó ba anh em tam kiếm hợp bích, xưng bá một vùng. Hỏa Nhãn Toàn Nghề là ngoại hiệu của Đặng Phi. Hỏa Nhãn Toàn Nghề có nghĩa là sư tử mắt đỏ. Tương truyền rằng từ thủa còn thơ ấu, cửa sổ tâm hồn của chàng đã hơi giống mỏ máu. Từ khi bước chân vào chốn giang hồ, Đặng Phi sử cây Thiết Liên gần như là vô địch thủ. Vì thế ít người dám lại gần. Nhân ấy tụ tập bè đảng, xưng bá ở núi Ẩm Mã Xuyên. Thi Nại A mô tả khi Đặng Phi tới gặp Đới Tung, Tung liền giới thiệu về Lương Sơn Bạc. Nơi ấy có Tiểu Bảo Chính Đại Gia chính hiệu, Tống Giang Nhân Nghĩa vô song. Một nói câu đạo lý, hai kể tình anh em, đến câu thứ ba là rơi nước mắt. Đặng Phi nghe rất ổn áp, liền mang hết của cải cướp được, xin sùng vào quỹ để cho các vị anh hùng yên tâm vào việc. Thánh Thủ Thư Sinh là ngoại hiệu của Tiểu Nhượng. Thánh Thủ Thư Sinh có nghĩa là thư sinh tài thánh. Theo lời mô tả của tác giả, Tống Giang tới rượu chè ở gác Tầm Dương, thấy phong cảnh đẹp, liền nổi hứng viết một bài thơ có tên là Tây Giang Nguyệt, khắc lên vách phấn ở đó. Một hôm Hoàng Văn Bính, một tay sống bẩn tính làm nghề thông phán, cũng giỏi chữ nghĩa, đi qua đó uống rượu, nhìn thấy bài thơ có tính phản nghịch của idol, liền tố cáo quan trên. Tống Giang sợ hãi phải giả điên, ỉa bậy tùm lum khắp nhà. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, idol bị lật tẩy âm mưu. Kết quả sái chi phủ nó khóa mõm Giang ngay lập tức. Họ sái nghe lời Bính, viết thư sai thân hành Thái Bảo, gửi lên kinh thành cho cha xin ý kiến. Ngô Dụng nghe Đới Tung báo tin, lập tức bày mưu nhờ Tiểu Nhượng giả viết chữ của sái kinh, hòng lừa cho sái chi phủ nhằm cứu thoát idol. Tuy mang tiếng là thánh thủ thư sinh, thế nhưng Nhượng cũng biết chút ít võ nghệ, từng cùng với Kim Đại Kiện đánh cho Vương Anh chạy sấp mà lở. Ma Vân Kim Sĩ là ngoại hiệu của Âu Bằng. Ma Vân Kim Sĩ có nghĩa là đại bàng luồn mây. Thi Nại A mô tả chàng quê ở Hoàng Châu, hồi xưa từng làm cán bộ nhà nước, nhưng vì một lần trái ý xếp trên mà phải chạy vào rừng núi. Về sau anh ta cắm tăm tại núi Hoàng Môn. Bấy giờ Tống Giang có kêu anh em Lương Sơn tới trả thủ Hoàng Văn Bính, náo động đất Giang Châu. Lúc trở về có đi qua Hoàng Môn thì bị phục kích. Âu Bằng tưởng kính Mã Lân và Đào Tông Vượng cùng 500 anh em sông ra quát: chúng mày là bọn nào, sao dám đánh vô vi quán, giết hại bao nhiêu quan quân dân chúng, lại toan về Lương Sơn, định chơi kiểu phản song té à? Không được đâu sói ạ. Tống Giang nghe nói liền nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất mà than rằng: tôi đây là cập thời Vũ Giang idol, do bị người ta vu oan hãm hại, không biết kêu cứu vào đâu. May được hào kiệt bốn phương có lòng thương, cứu được cho toàn mệnh. Này qua đây không biết là nơi nào,
lỡ xúc phạm đến bốn vị anh hùng hào hán. Vậy xin bốn ngài đón tay làm phúc, tha cho tôi một chút thần tàn. Tống Giang này xin ghi lòng Tạc Gia. Đám Âu Bằng thấy idol thanh âm cực kỳ dịu dàng, lại pha chút yếu đuối mong manh dễ vỡ, tự dưng sinh lòng thương cảm, liền tỉ tê kích vào nút S Friend. Phi Thiên Đại Thánh chắc chắn là ngoại hiệu kêu nhất trong 108 vị anh hùng của Lương Sơn Bạc. Ngoại hiệu này thì ắt một số anh em sẽ nhớ ngay tới một nhân vật cực kỳ quen thuộc, đó chính là Tôn Ngộ Không. Theo câu chuyện Tây Du Ký, Ngộ Không được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, từng hai lần đằng vân lên trời Đại Náo Thiên Cung. Lúc đầu Đình Phong cứ nghĩ cái nickname này là do Thi Nại Am lấy cảm hứng từ Tôn Hành Giả. Tuy nhiên sự thực lại không phải. Nhà văn Thi Nại Am sống ở đời nhà Nguyên, còn Ngô Thừa Ân tác giả Tây Du Ký lại sống ở thời nhà Minh. Phi Thiên Đại Thánh là ngoại hiệu của Lý Cổn, một trong những ông trùm trên núi Mảng Đãng. Tác giả mô tả chàng tay trái cầm khiên, tay phải sử kiếm, sau lưng dắt 24 thanh đao nhọn. Lý Cổn là một tay bản lĩnh, sử phi đao xuất quỷ nhập thần, có lẽ là ông tổ của tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan. Cổn từng dùng sở kiêu này đánh cho Sử Tiến phải chạy rẽ đất. Vừa rồi thì các bạn đã cùng Đình Phong điểm qua 10 ngoại hiệu chất nhất trong Thủy Hở. Thế nhưng có một điểm khá thú vị là những người có nickname càng oai phong thì lại càng xếp bét bảng. Duy có mỗi Nhập Vân Long Công Tôn Thắng và Tích Lịch Hỏa Tần Minh là kéo lại. Vậy nên chúng ta không thể đánh giá thực lực của một ai đó nếu không trực tiếp đấu súng đọ tay với họ.